Ban biên tập xin được kính chào và cảm ơn các quý khán thính giả đã luôn quan tâm đến kênh tin tức 24 giờ TV. Kính chúc quý vị có những giây phút thật tuyệt vời và bổ ích khi xem video. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh và để lại quan điểm riêng của mình ở bên dưới phần bình luận để liên tục cập nhật tin mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh tin tức 24 giờ TV. Và bây giờ, hãy cùng tôi đến với tin tức nóng nhất có trong ngày. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong bản tin mới nhất về tình hình an ninh trật tự đáng chú ý ngày hôm nay, mời quý vị đến với những tin chính ngay sau đây. Nóng, Trung tá cảnh sát giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh bị xe máy tông thẳng vào người phải nhập viện. Con gái nhẫn tâm ra tay hành hạ mẹ ruột lãnh án 4 năm tù. Khởi tố đối tượng bẻ khóa phòng sư trụ trì của nhà chùa, ăn cắp tiền mang đi gửi ngân hàng. Khởi tố đối tượng trộm xe lu đang thi công công trình đem bán ở Long An. Bắt nhóm giang hồ cưỡng đoạt tài sản của các thương lái ở Thanh Hóa, Quốc hội bác đề xuất chuyển quản lý sát hạch lái xe từ Bộ Giao thông Vận tải sang Bộ Công an. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết mà các biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Nóng, trung tá cảnh sát giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh bị xe máy tông thẳng vào người phải nhập viện. Thông tin ban đầu tổ công tác thuộc trạm cảnh sát giao thông Đa Phước, phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an thành phố Hồ Chí Minh làm nhiệm vụ theo kế hoạch trên đường Nguyễn Văn Linh, đoạn thuộc huyện Bình Chánh. Lúc này tổ công tác phát hiện xe máy biển kiểm soát 47T122244 chạy quá tốc độ cho phép từ hướng Bình Chánh về quận 7. Trung tá Phạm Tân Nhân, 47 tuổi, đã phát tín hiệu yêu cầu người điều khiển dừng xe máy để kiểm tra xử lý. Tuy nhiên thì người này bất ngờ tăng tốc, tông thẳng xe máy vào người trung tá Nhân, cú tông khiến trung tá Nhân văng ra xa, chiếc xe máy loạn trọng ngã ra đường cả hai người trên xe máy bỏ chạy chạy bộ, nhưng nhanh chóng đã bị tổ công tác khống chế và bàn giao cho công an huyện Bình Chánh xử lý. Trung tá nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu với tình trạng đa chấn thương. Bước đầu, người điều khiển xe máy tông vào cảnh sát giao thông, được xác định tên là KDV, 17 tuổi, quê ở Trà Vinh. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị. Con gái nhẫn tâm ra tay hành hạ mẹ ruột lãnh án 4 năm tù. Tòa án nhân dân huyện Cần Đức, Long An xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hoa, 56 tuổi, ngụ tại ấp 4, xã Long Hòa, huyện Cần Đức, 4 năm tù về tội ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình. Hoa là người xuất hiện trong đoạn clip hành hạ mẹ ruột khiến dư luận phẫn nộ. Để bị cáo nhận thức đầy đủ về hành vi của cá nhân gây ra đối với mẹ ruột, Hội đồng xét xử đã mở lại toàn bộ clip ghi lại hình ảnh bị cáo hành hạ, ngược đãi mẹ già trong lúc người mẹ ngồi trên giường hoặc lúc ăn cơm chiều. Nhiều lần gục đầu khóc, nước mắt lăn dài trên má, bị cáo Hoa nói trong tiếng nấc, bị cáo ân hận, xấu hổ, không thể nào tha thứ cho hành động như vậy của đứa con đối với mẹ ruột. Mẹ mất rồi, bị cáo càng thấy hối hận, như đánh mất đi tài sản vô giá là người mẹ đã sinh ra mình. Việc làm này tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm chỉ mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về gia đình. Theo cáo trạng vào ngày 7 tháng 9, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh bị cáo hoa, hành hung ngược đãi mẹ ruột là cụ Nguyễn Thị Đường, 79 tuổi, gây phẫn nộ và bức xúc trong cộng đồng. Hình ảnh này do con ruột của Hoa là Bùi Thanh Tuyền, 32 tuổi, trực tiếp quay bằng điện thoại di động. Nguyên nhân là ba người dù sống chung nhưng thường xuyên có cự cãi lớn tiếng, mọi sinh hoạt trong gia đình đều riêng tư. Cụ đường có nhà và ruộng đất nhưng không chuyển quyền cho hoa mà chuyển quyền cho cháu ngoại là tuyền. Bà Nguyễn Thị Triệu, chị ruột cụ đường và cho Nguyễn Văn Tèo, cháu ruột cụ đường. Khoảng tháng 11 năm 2018, cụ đường bị té, chấn thương nên không đi lại được. Thời điểm này Hoa là người trực tiếp chăm sóc cho cụ. Trong quá trình chăm sóc, do bực tức việc không được mẹ ruột chia tài sản, nên Hoa thường mắng chửi mẹ bằng những câu tục tiễu. Những hành vi bạo hành của bị cáo Hoa với mẹ ruột xảy ra khoảng 3 lần một tuần. Ngày 2 tháng 9, cụ đường mắt, Sau đó, Tuyền chuyển clip cho người bà con, họ tên là NVS, và ông S đã đưa lên mạng xã hội sự việc bị cáo Hoa hành hạ mẹ ruột. Khởi tố đối tượng bẻ khóa phòng sư trụ trì của nhà chùa, ăn cắp tiền, mang đi gửi ngân hàng. Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đối với Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1995, trú tại xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, về tội trộm cắp tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 3 tháng 11, bà Võ Phạm Hiền Nờ, sinh năm 1974, là sư trụ trì của chùa Mẫn Xá, xã Long Châu, huyện Yên Phong, có đơn trình báo gửi cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện về việc nhà chùa bị kẻ gian đột nhập phá két sắt và trộm cắp tiền mặt khoảng gần 200 triệu đồng cùng một số sổ tiết kiệm. Nhận được tin báo, cơ quan điều tra công an huyện phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Yên Phong tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ nội dung sự việc, truy tìm đối tượng gây án. Sau chưa đầy một ngày tiến hành ra soát, cơ quan điều tra đã làm rõ đối tượng trộm cắp tiền của nhà chùa là Nguyễn Văn Hùng. Thời điểm gây án, gã trai trẻ đang thuê trọ tại thôn Bất Lự, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Nguyễn Văn Hùng là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, đã có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Khoảng 7 giờ ngày 13 tháng 11 năm 2020, Hùng mang theo một máy cắt, một kìm cộng lực, một lưỡi cưa, rồi một mình điều khiển xe mô tô Honda Way, biển kiểm soát 99C1-31794, đi từ phòng trọ của Hùng đến huyện Yên Phong để tìm kiếm xem đền đình chùa nào sơ hở thì Hùng sẽ đột nhập vào để trộm cắp tiền và tài sản. Khi đến chùa Mẫn Xá, xã Long Châu, huyện Yên Phong, Hùng thấy cổng chùa mở, đi vào trong quan sát xung quanh không thấy người, cửa phòng của sư trụ trì là bà Võ Phạm Hiền Nờ khóa ngoài. Hùng đã dùng kìm cộng lực cắt đứt tại các khóa vào trong và dùng máy cắt sắt phá két sắt ở phòng sư trụ trì, lấy đi toàn bộ số tiền và năm sổ tiết kiệm có trong két và cho vào một túi vải, rồi mang tất cả số tài sản vừa trộm cắp được về phòng trọ của Hùng. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Hùng để lại 5 sổ tiết kiệm, 6 cọc tiền mệnh giá 10.000 đồng tại phòng trọ, rồi mang hết số tiền còn lại ra ngân hàng Agribank, chi nhánh khu công nghiệp Tiên Sơn. Hùng cùng với nhân viên ngân hàng kiểm đếm được số tiền là 177 triệu 500 000 đồng và chuyển vào tài khoản cá nhân của Hùng. Với số tiền mệnh giá là 10.000 đồng để tại phòng trọ, Hùng sau đó đã đem sử dụng chi tiêu cá nhân một phần. Quá trình khám xét khẩn cấp phòng trọ của Hùng, cơ quan chức năng huyện Yên Phong đã thu giữ toàn bộ số tiền còn lại, đồng thời thu giữ toàn bộ 177 triệu 500 ngàn đồng Hùng gửi trong tài khoản ngân hàng. Đến ngày 12 tháng 11, cơ quan điều tra huyện Yên Phong đã tiến hành tra toàn bộ số tiền thu giữ của nghi can cùng với 5 sổ tiết kiệm cho sư trụ trì chùa Mẫn Xá. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Yên Phong phối hợp với viện kiểm sát nhân dân cung cấp tiếp tục củng cố hồ sơ và xử lý đối tượng Nguyễn Văn Hùng theo quy định. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Khởi tố đối tượng trộm xe lưu đang thi công công trình, đem bán ở Long An. Thưa quý vị, tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Cần Đước, tỉnh Long An cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam bằng Văn Lâm, 37 tuổi, quê ở Bạc Liêu, hiện ngụ tại ấp 4, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, theo điều tra ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 30 tháng 10, trong quá trình thi công công trình nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 830, đoạn đi qua hai xã Long Cang và Long Định của huyện Cần Đức, anh Phạm Công Chính, 33 tuổi, quê ở Hà Tĩnh, nhân viên của một công ty có trụ sở tại thành phố Cà Mau, phát hiện bị mất xe lô dung, hiệu là Sakai màu vàng, biển kiểm soát 69SA 0230. Theo một số người dân địa phương, dạng sáng ngày 30 tháng 10, có một chiếc xe tải chuyên dụng, đến chỗ xe lu nó trên ra quốc lộ 50 hướng về thị xã Gò Công, huyện Tiền Giang, nhưng không thấy rõ biển số và người điều khiển. Xác minh từ một số địa chỉ, cơ quan chức năng phát hiện xe lu mất trộm được đưa đến bãi vật liệu xây dựng tại xã Bình Đông, thị xã Gò Công và sau đó được đưa lên thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 4 tháng 11, công an huyện Cần Đức đã mời Lâm đến trụ sở để làm rõ nghi vấn. Lúc đầu Lâm tìm cách chối tội và khai không biết gì về việc xe lu bị mất trộm. Qua đấu tranh khai thác, xích xuất camera an ninh, Bàng Văn Lâm đã thừa nhận trộm xe lô đem bán để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Theo định giá tài sản của cơ quan chức năng, thì xe lô này có giá là 740 triệu đồng. Lâm đã bị tạm giữ ngay sau đó và bị khởi tố vào ngày 16 tháng 11. Bắt nhóm giang hồ cưỡng đoạt tài sản của các thương lái ở Thanh Hóa Công an huyện Thọ Xuân Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa phá chuyên án bắt giữ nhóm 3 đối tượng, gồm Lê Đình Luân, sinh năm 1991, ở tại xã Xuân Sinh, Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1991, ở thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, và Đàm Thị Quý, sinh năm 1980, ở xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, chuyên bảo kê và cưỡng đoạt tiền của các lái xe và thương lái, thu mua vận chuyển nguyên vật liệu vào khu vực làng nghề sản xuất bánh gai tứ trụ của huyện Thọ Xuân. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận là từ đầu tháng 10 năm 2020 đến khi bị bắt. Thông qua mạng xã hội, ba đối tượng nói trên đã câu kết với nhau, thành lập ổ nhóm, chuyên đi uy hiếp và đe dọa các chủ xe tải và các thương lái ở xã Thọ Diên, thị trấn Lam Sơn, sao vàng của huyện Thọ Xuân, đến thu mua lá chuối khô và lá gai tại Lào Cai. Tại đây, Đàm Thị Quý đến gặp gỡ các chủ xe, lái xe và các thương lái, ghi biển số xe, rồi chuyển cho Luân và Bình về Thanh Hóa, chặn xe lấy tiền của các chủ hàng với giá tranh lệch là 1 triệu đồng một tấn. Nếu ai không chấp hành, bọn chúng sẽ cho người chặn xe, đuổi đánh và xì hơi bánh xe. Với thủ đoạn này, nhóm đối tượng nói trên đã gây ra hàng chục vụ cưỡng đoạt tài sản của các chủ xe, thương lái thu mua, vận chuyển nguyên vật liệu vào khu vực làng nghề, sản xuất bánh gai của huyện Thọ Xuân. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. An Giang, bắt giam chủ quán karaoke và 4 nhân viên bắt giữ người trái pháp luật. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Trợ Mới, tỉnh An Giang thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Kim Loan, 44 tuổi, chủ quán karaoke HL, Nguyễn Xuân Hùng, 56 tuổi, chồng của Loan, Bùi Thị Lệ Quyên, 34 tuổi, Lê Thị Huệ, 27 tuổi, cùng ngụ tại huyện Trợ Mới, Đoàn Thị Tuyền, 23 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn, An Giang và Nguyễn Thị Tú Trinh, 29 tuổi, ngụ tại huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, về tội bắt giữ người trái pháp luật. Theo kết quả điều tra ban đầu của công an huyện Trợ Mới, trong lúc làm nhân viên tại quán karaoke HL do vợ chồng bà Loan làm chủ, Trần Thị Mỹ Ngọc, 21 tuổi, trú tại huyện An Phú, An Giang, có mượn của bà Loan 40 triệu đồng. Thời gian này, Mỹ Ngọc và Nguyễn Đức Hiền, con trai bà Loan, phát sinh tình cảm, mặc dù biết Hiền đã có vợ. Cuối tháng 9 năm 2020, Hiền đi làm công nhân ở tỉnh Long An, sau đó đầu tháng 11 năm 2020 thì Mỹ Ngọc cũng xin nghỉ làm ở quán karaoke HL để lên sống chung với Hiền. Biết được sự việc, sáng ngày 3 tháng 11, Trần Thị Kim Loan cùng chồng là Nguyễn Xuân Hùng và Quyên, Huệ, Tuyền, Trinh cùng là nhân viên quán karaoke của vợ chồng Loan và Nguyễn Thị Mai Ngọc, vợ Hiền, thuê chiếc ô tô 7 chỗ đến Long An để đánh ghen. Tại Long An, khi phát hiện Mỹ Ngọc đang ngồi trên xe do hiền trở, Loan cùng với Mai Ngọc, Trinh, Quyên, Huệ và Tuyền lao vào dùng tay, chân, đánh và dùng kéo cắt tóc Mỹ Ngọc và livestream vụ đánh ghen phát trực tiếp trên mạng xã hội. Cả nhóm đưa Mỹ Ngọc lên xe ô tô và trở về, nhốt tại quán karaoke HL. Điện thoại cho gia đình của Mỹ Ngọc yêu cầu đem tiền đến trả nợ thì mới thả cho Ngọc về nhà. Đến khoảng 14 giờ ngày 4 tháng 11, ông tvt là cha của mỹ ngọc đã đến cơ quan công an tố cáo hành vi của gia đình bà loan tại cơ quan công an nhóm của loan đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật như vừa nêu riêng nguyễn thị mai ngọc đang nuôi con nhỏ nên được do tại ngoại để phục vụ công tác điều tra vụ đánh ghen bắt giữ người trái pháp luật do chủ quán karaoke hl thực hiện đang được công an huyện trợ mới tiếp tục điều tra để làm rõ Quốc hội bác đề xuất chuyển quản lý sát hạch lái xe từ Bộ Giao thông Vận tải sang Bộ Công an. Thưa quý vị, thưa các bạn trong phiên họp sáng ngày 17 tháng 11 hôm nay, kỳ họp thứ 10 Quốc hội 14, Quốc hội tiến hành lấy ý kiến đại biểu liên quan tới dự án luật giao thông đường bộ sửa đổi và dự án về luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Sau khi lấy ý kiến đại biểu Kết quả 62,79% đại biểu không đồng ý với việc tách nội dung bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ để ban hành luật riêng. 66,74% đại biểu không đồng ý với đề xuất thay đổi thẩm quyền quản lý, đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông Vận tải sang Bộ Công an. Lấy ý kiến về thời điểm thông qua luật giao thông đường bộ sửa đổi, 52,18% đại biểu đồng tình về việc chuyển cho Quốc hội khóa sau xem xét tại kỳ họp thứ hai vào cuối năm 2021. Hôm qua ngày 16 tháng 11, Quốc hội lần lượt thảo luận tại hội trường về dự thảo luật giao thông đường bộ, sửa đổi và dự thảo luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Một số ý kiến ủng hộ đề xuất của chính phủ về việc tách luật và chuyển thẩm quyền quản lý lĩnh vực sát hạch lái xe sang Bộ Công an. Tuy nhiên, nhiều đại biểu không đồng tình. Ông Nguyễn Quốc Hận, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau đánh giá, thực tiễn công tác quản lý đào tạo cấp giấy phép lái xe đang được Bộ Giao thông Vận tải thực hiện tốt, thuận tiện, nhiều người dân ủng hộ, quốc tế công nhận. Việt Nam đã gia nhập công ước Vienna và giấy phép lái xe có giá trị sử dụng ở 85 quốc gia, vùng lãnh thổ và thành viên công ước này. Theo đại biểu Hận, hiện nay trật tự an toàn xã hội còn phức tạp, tội phạm trộm cắp bằng nhóm số đề vẫn là vấn đề nhức nhối của xã hội, chưa được kiềm chế một cách hiệu quả. Do vậy, lực lượng công an theo chức năng nhiệm vụ của mình phải giải quyết tốt các vấn đề nêu trên, không cần nhận thêm nhiệm vụ khác. Ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân Nguyện, đề nghị nếu tách hai luật thì ngành công an chuyển cảnh sát giao thông về Bộ Giao thông Vận tải và giữ nguyên quyền lợi chế độ. Trước ý kiến của các đại biểu, Bộ trưởng Công an Đại tướng Tô Lâm nói, Chính phủ đã được Ủy ban Thường vụ, các cơ quan quốc hội, đồng ý đề xuất xây dựng dự luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Nếu Quốc hội đồng ý ban hành luật này và giao trách nhiệm cho Bộ Công an thì sẽ không tăng biên chế, không tăng chi phí thủ tục hành chính và không lãng phí. Tất cả thủ tục vẫn theo các quy định từ trước đến nay đã có. Ông Tô Lâm khẳng định đây không phải là việc tách luật, chia luật hoặc chia quyền. Chúng tôi không có ý đó. Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tị cho hay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổng hợp xin ý kiến đại biểu về các vấn đề lớn của cả hai dự án luật. Từ năm 1995, Bộ Giao thông Vận tải nhận nhiệm vụ cấp giấy phép lái xe ô tô, mô tô từ Bộ Công an. Khi đó cả nước đã có 127 cơ sở đào tạo lái xe, cơ sở vật chất còn thiếu thốn. Đến nay Việt Nam có 463 cơ sở đào tạo lái xe mô tô, 339 cơ sở đào tạo lái xe ô tô, 135 trung tâm sát hạch lái xe ô tô với hệ thống vật chất trang thiết bị đáp ứng yêu cầu. Bản tin trên cũng đã khép lại chương trình tin tức 24 giờ TV của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký và chia sẻ kênh để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh tin tức 24 giờ TV. Và quý vị cũng đừng quên để lại quan điểm riêng của mình ở bên dưới phần bình luận. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.